Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 26 tháng 4 trên kênh VTV Tiền và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, nắng nóng có xu hướng gia tăng trong 2 đến 3 ngày tới. Trọng tâm chủ yếu là khu vực Bắc miền Trung, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng lên mạnh ở mức từ 36 đến 39 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ ngày 28 tháng 4 sắp tới, một rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển xuống nước ta, xuất hiện một đợt mưa mới rất to diễn ra cho khu vực Bắc Bộ trong những ngày sau đó. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ trong ngày hôm nay và ngày mai tăng cao từ 35 đến 37 độ. Với các tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp hơn từ 33 đến 35 độ, trời nóng. Vùng áp thấp nóng phía Tây tạo ra hiệu ứng phơn, khiến cho khu vực các tỉnh vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi trong ngày hôm nay và ngày mai xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận thì với mức nhiệt thấp hơn từ 33 đến 35 độ, trời nắng nóng. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 28 tháng 4, mưa dông cũng đã bắt đầu xuất hiện trở lại trong ngày hôm nay và ngày mai cho đến 3 ngày tới. Ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày nắng mạnh với nhiệt độ ở vùng cao Tây Nguyên là từ 32 đến 34 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ từ 33 đến 36 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai cho đến ngày 27 tháng 4, ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Đối với khu vực hai vùng biển quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thời tiết tốt, tầm nhìn xa trên 10 km.